giờ thì mình mới đi họp diễn viên cho phim Tết. Và bây giờ mình sẽ trang trí nhà của mình để đón Giáng sinh nha. Còn mấy ngày nữa là tới Giáng sinh rồi, còn 4 ngày nữa thôi. Nên là mình phải trang trí sớm, gấp thôi. Hôm qua mình đã đi mua rồi. Tổng thiệt hại đó là 3 triệu mấy, gần 4 triệu bạc của tôi. Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời. Ủa giờ tháo sao trời, giai đoạn này tháo đau nhất luôn á, bị hoài luôn. Rồi biết rồi. Đó, cái này là mình chỉ việc tháo ra, sau rồi mình sẽ dựng cây thông Noel lên. Đó, ở nhà quê không bao giờ biết cái vụ mình làm cây Noel, trang trí cây thông Noel bao giờ trơn á. Ủa rồi giờ dựng sao trời? À cái này là cái vô nè. Đó, móc cái này vô. Đúng rồi, gắn này vô thôi. Ui xời, đơn giản mà. Rồi gắn từ cái cây, cái nào là cái cây thôi. Rồi quay cái này. Nó nè dữ gậy, quay nó nhỏ mà sao giờ bự gậy. Một cây này là sử dụng được cả đời á. Đúng luôn, cây này là mình sử dụng cả đời. Ủa mình không biết cây nào cây, cái dưới nào cái gốc luôn á, cái đó cái gốc đâu nè. Cái đó cái dù xuống sao mà gán mấy kia lên nó co rồi mới tới cái trần trần luôn á. Làm gì coi đi lại đâu mới tới co tới trần. Để nữa. Để đèn đó là cũng trần rồi đó. Đó. Mấy cái dù xuống. Vậy. Mấy cái dù cho nó xà xuống. Sao nó ngã vô người tôi vậy? Mặt cho nó xà xuống để cho nó đều hết cho nó mới hết nổi. Chưa, phải móc cái này lại nè. Cái này phải khóa cái này lại. Đó, nó vô dạng này. Đó. Là bắt đầu ra cây thông rồi đó. Cái dặn. Không thấy cái lỗ đâu nè. Mấy cái lỗ luôn á. Đâu có thông đâu, bỏ vô đó dặn là nó chạy ra thôi, lên nó đâu có thông qua bên kia đâu mà. Em cứ ngắt rồi. Tới bên đây nữa. Cái này là chỉ dặn sơ ngoài thôi à. Rồi. Từ đó thì cái này qua. Ừ. Cái thông này bự đi. Tiếp theo. Cái thông này nó bự quá rồi. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Xong lên ngọn, cái ngọn. Rồi sao mình cũng để dưới đất mình lấy mà mình leo lên chơi cho cực vậy trời. Mình tự làm khó mình. Ông trời nó té để nhen ren tôi hay gì vậy, ông trùng hả? Ý á, chỗ to. Tại sao cái chỗ này nó không thụt xuống hả? Nó bị chỗ đó nó bị hở quá vậy? Trời ơi, cái gì mà cộng kẽ này. Rớt chưa gì mà chưa đón Giáng sinh, bữa nào rớt cái trái rồi. Thiệt tình à. À, cái này mình phải gỡ, mình kéo nó xuống này. Đó. Đó, đúng đẹp chưa mọi người ơi? Chắc. Rồi bây giờ tới trang trí nè.
Rồi cái vòng này mình đeo vô cổ. Vòng này mình đội đầu để cho ta biết mình là Giáng sinh, đeo vô cổ đây nè. Giáng sinh đứng cái này. Jingle bell, jingle bell, jingle là con heo. Đứng cái này à mọi người. Ê cũng được quá hả? Đứng ở đây được mà. Cái điều đó hơi nặng thôi. Cái đó là để gắn trên đâu hả? Không, cái này gắn trên cửa. Nhưng mà bây giờ cái cửa mình là dài cũng đẹp mà. Dài được mà. Hơi bị đẹp nha. Mấy chế giờ soạn hàng đi giờ vô kia giờ mây đựng ngồi đây nữa để đi đi ngoài đây vô đón Giáng sinh nè. Soạn hàng cái nhà gì mà mọi người coi nè, giờ không còn là cái nhà nữa, coi nè. Bừa nè, tàn là hàng hóa không à. Đó, thấy không? Vô trong phòng đi mấy chế ơi, thôi cái này tháo ra để gắn lên cửa đi cho đẹp. Đó, rồi giờ mình trang trí vô nè. Mình móc mấy cái này vô. Ừ. Màu chủ đạo của cái này đó chính là màu xanh. Xanh. Mình trang trí một bên thôi, bên ngoài thôi, bên trong kia đâu có ai thấy đâu, trang trí chỉ cho cực. Đúng không? Đi móc mấy cái dây vô giùm giùm như thế nè. Chút móc mấy cái dây giùm chị chút. Màu chủ đạo đó là màu xanh đây nè, cái dây trong đây nè. Đó mình chủ yếu mình trang trí cho cái đằng trước thôi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời luôn á trời. Đó. Bắt đầu thấy Giáng sinh rồi đó mọi người, bắt đầu thấy không khí Giáng sinh rồi đó. Đó trời ơi xinh quá trời quá đất hết. Xong rồi cái mình chụp hình, mình vặn đồ bà già Noel vô rồi mình chụp hình. Giáng sinh mình làm cho đẹp vậy thôi để mình live stream đó quý vị. Mình live stream mình bán hàng, mình ngồi dưới cây xong Noel cho nó thấy Noel mùa Giáng sinh nè. Chứ còn ủa này rồi cột lên sao trời? Sao không có đồ cột đây vậy trời? Bắt đại vô luôn đó cho tùng ten rồi đi. Mua quá trời phụ kiện hết mà. Đây nữa nè. Nhưng mà này đâu có bị sợ gì đâu. Một năm mình cứ chỉ trang trí một lần thôi. Ở ngoài quê là không bao giờ trang trí này rồi đó. Hay là cái cây thông này Tết mình đem về ngoài quê cho mẹ tính nè. Tết này mình không chưng, Tết này mình không có chưng ấy nữa. Mình không chưng mai mà mình chưng cây thông đi cho lạ. Đúng không? Ủa. Cái này cho nó lên ngọn luôn đi ha. Ủa, ra cây thông rồi. Cái nhà đã chọc rồi mà còn bày ra nữa thì còn bày đủ trò lắm kêu hết trơn. Xong rồi cái mình vô trong nhà cái mình lấy mấy cái hộp mà Chanel, LV rồi đó mình ra mình chất hết dưới cái góc cho ta thấy là nhà mình giàu hiểu không, nhà mình có tiền. Ăn Noel toàn là LV, Chanel rồi không, người ta để mấy cái hộp đó mình biết để mấy hộp gì anh chị, mấy cái hộp đóng thùng hàng á đó. Đây nè, người ta là để mấy dưới đây là góc rồi nè, mình để chân dưới đây là hàng dễ vỡ đó, thấy không? Mấy hàng này là hàng bán không á đó, hàng ship đi cho ta này, giờ mình chưng dưới đây là hàng dễ vỡ này đó, cho thấy là ở nhà mình là chưng toàn là hàng dễ vỡ không à, đụng vô là vỡ, đụng vô là vỡ. Nhà mình đâu có hộp mà kiểu sang xịn như người ta đó, mấy hộp quà bự 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 rồi đó, mà hộp ở bên trong là hộp xốp nha, bằng xốp nha, còn của mình là hiện thực nè, bên trong là có hàng luôn nè đó, mà ghi là chữ hàng dễ vỡ luôn, chắc lên à, xịn sò chưa
Đẹp chứ bộ. Thấy Giáng sinh liền luôn. Thấy quá Giáng sinh rồi. Đây, treo nhiều vô. Treo nhiều vô cho nó ra Giáng sinh nè. Gì? Mắt mấy bự em. Mắt mấy bự em nó nhỏ lắm. Treo vô con ơi. Cô vô trang trí đi cô. Rồi cái mấy đầu nó tưởng ở nhà nó cây nó tưởng mấy cái này là quà thiệt đó, nhà nó bóc đi. Xinh quá mọi người ơi. Đó, mình hình dung là mình thấy trên không ngoan em. Quá ấm cúng rồi đó. Đó. Trang trí ra là đẹp hết gì đâu. Ủa chết cha. Tôi chưa trang trí mà nó rụng nụ trơn rồi. Trời ơi. Bà này nó bán kiểu gì ta. Trời ơi coi nè. Nó rụng sạch trơn rồi. Giờ phải dán lại rồi. Lấy hộp quẹt dán lại. Lấy hộp quẹt dán lại. Nè lấy quẹt dán này lại giùm em bên đây. Cái này nè. Cái này dễ rụng quá. Rụng. À. Xinh chưa? Đẹp chưa Kiều? Nhìn đẹp chưa Kiều? Mấy cái trái này nhỏ dữ. Mình sẽ trang trí cái cho em. Sao ở đây nó nhiều quá. Gì? Chưa mà, còn cái này. Từ từ em bình tĩnh em, từ ở chưa có làm gì chứ mà nhiều cái gì. Đằng trước mình không cần phô diễn đằng sau hiểu không? Cái mặt đằng trước nó là mặt quan trọng, đằng sau không ai ra đằng sau dồn chân á. Nên là mình chỉ phô diễn đằng trước thôi. Mặt đằng sau kệ đó. Đây nè, mấy trái châu màu bạc cũng đẹp nè. Cái chỗ này nó xanh quá, mình bỏ màu bạc vô bớt. Nhìn cũng đẹp mắt chứ bộ. Ui lấp la lấp lánh luôn rồi. Vô hai cô cháu mình hát ca Singapore nè. Không nhà Noel đâu, bận mà. Không nhà Noel bận cái đầm vô nè. Anh này hát Singapore. Chán ghê á. Bận đầm bà dạy Noel vô. Xong rồi mọi người. Nè con cho búp bê không? Rồi cho búp bê hả? Trời búp bê lớn cho búp bê luôn nè. Rồi nó không chạy cho em vô. Đi đây, vậy là trả lại cho cô ba. Rồi, vậy là mình đã xong. Cuối cùng thì cái nhà của mình đây cũng có Giáng sinh rồi quý vị ạ. Đây. Đi đây quay cận con cho coi đẹp nè. Tắt đèn đi em. Tắt cái đèn màu trắng đi, coi nó lấp lánh cỡ nào. Tắt đèn màu trắng đi. Bật đèn vàng, đó, xinh chưa? Đẹp chưa mọi người ơi? Tắt cái tiếng nè. Singapore, con heo. Đẹp quá nè. Quay chị coi.
Đã nó hoàn thành xong rồi, rất là đẹp nữa. Bữa đó mình bật cái đèn này lên nữa, đó lắp la lắp đánh nguyên một cái nhà luôn nha mọi người. Mình sẽ đi mua thêm đồ về trang trí, thêm mấy cái dây xanh 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 nữa, mình treo lên nữa là đẹp luôn. Rồi bây giờ cái cây thông này mình để trên cái bàn này luôn nè, cho nó cao vậy luôn cho nó đẹp. Đó bây giờ mình vô mình chất mấy cái tủ đồ vô đây vô nha. Rồi giờ tắt đi, mình vô mình chất mấy cái tủ đồ, hộp đồ ra đây nữa cho đẹp. À thôi không cần đâu, mình chất mấy cái hộp hộp này vô là đẹp rồi đó. Đó, dễ vỡ nè, hàng dễ vỡ hết rồi. Sang, sang luôn đó. Hàng dễ vỡ rồi, chắc vô. Người ta có quà, người ta quà của người ta là quà toàn quà LV, Chanel không à. Quà của mình là hàng dễ vỡ nè, đó. Chắc vô nhìn cái thông giá trị liền luôn á. Nhìn là biết cây thông này là măng rồi. Ui ui ui, đó. Sam, che được cái dưới chơi góc luôn rồi. Nhiều bằng nhà mình luôn nè, thấy không? Mấy hộp quà nè, rất là chất lượng luôn, rồi mình chất hết ở dưới đây luôn nè. Đó, này là bán hàng đi giao đi nè. Bây giờ mình sẽ chất lên trên này. Đó, bây giờ, ai da, lì, lì, nó lì thổ bố luôn. Đó, giao hàng hàng tiết kiệm, hàng dễ vỡ nè. Vậy mới gọi là siêu độc lạ này đó. Xung quanh dưới cái góc này là toàn là quà xịn không nha mọi người. Đó, toàn là hàng hàng dễ vỡ không đó, thấy không? Chất vô cho nhiều lên. Đó. Ngoài đây mới gọi là quà này chứ. Cái thông Noel của nhà ai mà được nhiều quà như nhà mình không? Chắc chắn là không được rồi, sao bằng được. Nhà mình là quà bao la bát cát luôn nè. Đó, mọi người tới chơi Giáng sinh là sẽ được tặng một hộp nha mọi người. Được chơi đẹp chưa vậy? Đẹp chưa Kiều? Nó lì lộn xộn quá. Mày chắc lộn xộn nhưng mới đẹp chứ. Ngăn nắp quá sao đẹp được. Đó, hàng dễ vỡ rồi. Rồi. Ừ. Quà quá trời quá đặc hết trời ơi. Rồi vẫn còn nha quý vị. Đó vẫn còn nha. Rồi một cái thông này quà đắt một chất lượng. Đó, chụp tấm hình nữa nè, nó đẹp quá chưa, quà nè, Giáng sinh nè. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc mọi người đón Giáng sinh vui vẻ nha. Con, chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ đi. Mọi người Giáng sinh vui vẻ. Rồi, nó không nói luôn rồi. Rồi, chúc mọi người đón một mùa Giáng sinh vui vẻ nha mọi người ơi, bye bye. Đây, nhớ là khen cây thông của Trâm đẹp nha mọi người. Vô cho bình luận là coi cây thông Trâm trang trí có đẹp không nha. Trang trí này quá đơn giản, chỉ việc mua về treo lên thôi mà không đẹp với cái thôi luôn á. Rồi, bye bye. Vô đi, vô cận nè.